Xin chào quý vị các bạn. Hôm nay mình sẽ dẫn quý vị các bạn đến thăm một vườn quất đã bán rồi, là 550.000 một cây. Để quý vị các bạn biết được là cây này đẹp như thế nào các bạn nhé. Để quý vị các bạn có cơ sở vừa tham khảo và biết được chất cây khi quý vị các bạn có về mua thì có sự so sánh nhất định. Vườn quất này có địa chỉ tại thôn Trấn Đông, xã Hòa Long, huyện Mỹ, tỉnh Hưng Yên các bạn ạ. Cây nó cao tầm khoảng 2m1 đến 2m2. Đấy, các bạn thấy là quả rất là sai và đều quả. Tán rất là cân đối và đẹp. Được cái là năm nay các bạn đi buôn quất là rất là yên tâm, bởi vì năm nay là do nắng rất là gay gắt, cho nên cái lớp quả này là cái lớp quả thứ 2, thứ 3. Tức là trước đây vào tháng 4 thì nó ra hoa cũng đậu quả, nhưng mà không may nó bị rụng 1-2 lớp quả. Nhiều nhà thì phải đợi đến lớp hoa thứ hai. Cho nên cây quất năm nay chín rất là vừa tầm, không lo bị rụng. Cho các bạn có đi buôn quất thì sẽ rất yên tâm về trái không rụng được. Và ở thôn Trấn Đông thì vẫn còn khoảng vài chục nghìn cây nữa để đợi quý vị các bạn về mua hoặc về tham khảo, về tham quan. Và cũng là nguồn cung cấp hàng chục vạn cây hàng năm đối với thị trường quất Tết. Đây, riêng đối với vườn quất đã bán 550.000 này thì các bạn thấy là quả sai chặt vào. Mẫu mã rất là đẹp. Rất phù hợp với các cái ngôi nhà to đẹp, mang kiểu dáng hơi hướng biệt thự. Hoặc là để các cái công trình công cộng, hoặc là các cái công ty doanh nghiệp đặt tại trụ sở rất là đẹp. Và mình làm video này để quý vị các bạn có sự so sánh. Còn về hoa cây cảnh, đặc biệt là cây quất này thì mỗi một ruộng có một cái vẻ đẹp khác nhau. Có ruộng thì được quả sai, cây khỏe, lộc dài, tiềm lực rất là mạnh, có thể đẩy được lớp lộc chơi vào dịp Tết. Mỗi một vườn có một vẻ đẹp riêng. Và giá quất năm nay thì nó cũng tầm tầm thôi, rất là hợp túi tiền với rất nhiều người chơi. Và nếu các bạn mà về thôn Trấn Đông, xã Hòa Long, huyện Mỹ, tỉnh Hưng Yên ý, thì không qua bất kỳ tay ai, tức là mua trực tiếp với chủ vườn, cho nên là giá sẽ rất là đảm bảo để cho người đi buôn luôn là có lãi. Và kể cả khi bán rồi thì người trồng quất quê mình vẫn bảo vệ và chăm sóc cây quất khi đến tận các bạn đánh lên xe ô tô. Đây, các bạn thấy cây 550 là rất là đẹp, quả không chê vào đâu được. Hôm nay mình làm video để các bạn có sự so sánh nhất định các bạn nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn quý vị và các bạn ở các vườn quất sau.